Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay khách họ đặt cho em một cái Buds S1 Pro từ Mỹ về, nghiêng đai nghiêng kiện và chưa khui luôn. Thì nếu mà anh em vào hãng ở đây thì giá khoảng 17 triệu. Nhưng mà khách đặt thì giá của nó là 15 triệu. Thì em Tùng sẽ view trước cho anh em xem. Cái này thì 15 triệu mình giao cho khách nha, em khui cho anh em. Rồi còn hãng ở đây thì anh em đặt thì có lúc có hàng, có lúc không, rất là hiếm, và cái giá của nó cũng là 17 triệu. Rồi thì anh em sẽ xem cái máy này, giá của nó chỉ có 15 triệu thôi, và em khui ra thì cái này em giao cho khách rồi thì cho anh em xem thôi. Ok, mới 100%. Và nó là có dây mới 100% nha anh em. Và 15 triệu. Rồi, khui ra hết luôn. Ok, nghiêng siêu, nghiêng đai nghiêng kiện, có catalog đầy đủ. Đây. Rồi, mình S1 Pro thì em cũng về rất là nhiều. Mấy lần trước thì em có video cho anh em xem đó. Hôm nay mình sẽ tiếp cho anh em xem tiếp ha. Cái này bô này từ Mỹ về. Đấy. Rồi, nó có cái hút ẩm luôn. Rồi, nhìn sơ qua thì nói chung là cái này nó 150W và nó có cổng cổng ốc vào 3.5 và hoặc là cổng nó là cổng Bluetooth. Nó có hai đường vào luôn, phụ kiện ví dụ như là đàn hoặc là Bipro. Bipro này hát karaoke được, tiếng vợt, nhưng mà cái này tiếng vợt nó rất là nặng nha. Anh em hát hay thì hát mới hay được, còn anh em hát dở thì phải có play. Nhưng mà ở nước ngoài nó không có play đâu, ở châu Á nó có play thôi. Rồi đây, nó có 3 gen, gen là gen tổng và hai gen này là gen của Bipro. Và nút out đây, out ra sub hoặc là out qua một cái line out của cái lo khác ha. Rồi em Tùng sẽ gửi đến anh em xem cái Pro đây ha. Mình sẽ set cái đâu, nhấn nó lên đèn mới được. Nó chưa lên đèn. Lên đèn đó, lên rồi, đèn. Nó lên đèn ha. Lên đèn thì anh em sẽ tìm cái Bluetooth thôi và mình kết nối thôi. Rồi đây Bluetooth này. Tại vì nhà mình có rất là nhiều Pro 8 cũng có này, đây. Kết nối Pro 8 rồi Buds mini các kiểu. Rồi. Giờ S1 Pro luôn. Ok, thì anh em vào Musi, mở nhạc lên ha. Nhạc. Nó đã vô chưa? Rồi. We'll be right back.
cảm ơn anh em.